casino, cái đó là cái chính phủ nó control chứ mình không có control, right? Nếu 2 năm sau nó sập mà anh mua, anh cho mướn, thì cái circle nó sẽ come back another 10 năm, 12 năm hay 15 năm, cũng nobody control when. Mình actually pass cái correction already. Cái correction là every 10 year or 12 year, right? We pass it because cái tiền ở nước ngoài vô cho nên nó kéo thêm được thêm mấy năm nữa. Còn everything else mình không biết, right? Thì mình chỉ nói với khách mình là set your mind, nếu anh là investor mua thêm cái nhà để cho mướn, nó doesn't matter, nó xuống hay lên doesn't matter, anh vẫn có cái cash flow, right? À, bây giờ anh để 200 ngàn trong nhà băng, nó cũng không cho anh đồng nào hết. Bây giờ anh có job tốt, anh có tiền bao, anh nên mua. Nếu nó sập thì anh cứ cho thuế,